Nếu đoạn trước kia trở về, những hương tình thắm trên câu thề, anh ước rằng rằng một mai anh đến, anh đón em vào sớm mai trong lành. Nhưng đó mới là giấc mơ không thành. Vì ai, vì ai? Vì sợ anh biết trước tình mình chẳng còn gì. Khi nắng xuân sáng, lời mật ngọt còn thầm thì, em bước sang anh được chờ một điều diệu kỳ như lúc ban đầu. Và giờ em khóc thì cũng chẳng nghe làm gì. Đâu phải cho anh chuyện tình mình mà lạc vì em đã trao ai dòng đèn trên đêm cầu kỳ. Nhưng năm tháng phai màu. Nếu đoạn trước kia trở về, nhánh hương tình thắm trên có thể, anh ước rằng rằng một mai em đến, anh đón em vào sớm mai lành trong. Nhưng đó mãi là giấc mơ không thành. Là vì ai, vì ai? Vì sợ anh biết chuyện tình chẳng còn gì. Khi nắng xuân sáng, lời ngọt ngọt còn thầm thì, em bước sang ngang và chờ một điều diệu kỳ như lúc ban đầu. Và giờ em khóc thì cũng chẳng nghe làm gì. Đâu phải cho anh chuyện tình mình mà là vì em đã trao ai dòng đời chân để cầu kỳ. Nhưng năm tháng phai màu. Sao nãy giờ chú phá đủ chưa? Hả? Mày này. Ok, nếu anh em thấy clip của mình hay thì hãy cho mình một like và một subscribe nha. Và nhớ chia sẻ cái clip này đến rộng rãi nha.